đợt ấy. Trang trại dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh mang về bán cho trang trại dế Thanh Xuân. Trang trại dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh mang về bán cho trang trại dế Thanh Xuân. Về người ta để chế biến đây này, vâng, nó bò lên cái đoạn trên này, nó trơn nó không lên được nữa, trượt thấy nhiều. Trang trại dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh mang về bán cho dế cho trang trại dế Thanh Xuân.